thịt thỏ nhắm rượu. Ôi, đói quá đi mất. Nắng hạn kéo dài làm khu rừng này chẳng còn cái gì để ăn. Biết đi đâu kiếm ăn bây giờ. Có lẽ mình phải liều một phen. Kia rồi, ruộng khoai mới ngon làm sao. Phải nhanh tay mới được, kẻo người đến thì chết. Ôi chết, người đến rồi. Làm thế nào bây giờ? Mình vừa thấy lùm cây chỗ này động đậy cơ mà. À, nó cũng mới chết đây bà. Người còn ấm lắm. Tối lại có mồi ngon để nhậu rồi. Phải tìm thời cơ trốn thoát mới được. Chè xanh đây. Chè xanh hảo hạng đây. Làm cốc chè cho mát ruột đã. Hả? Nó còn sống sao? Thì ra mày... Con này tinh ranh thật. Dám lừa cả mình chứ. Lần sau tao mà còn gặp mày thì... Hôm trước xui quá. Suýt nữa thì bị lão chủ ruộng tóm được. Lần này mình phải cẩn thận hơn mới được. Đình mấy hôm cuối cùng cũng bắt được mày. Dám đến ruộng của ta ăn trộm khoai lại còn giả chết lừa ta. Lần này xem mày thoát được không. Ở yên trong đây nhé. Ngày mai có dỗ ta làm thịt mày. Không được rồi. Có hòn đá đè lên trên thế này. Mình không thể thoát được. Chẳng lẽ chịu chết ở đây sao? Nghĩ ra rồi. Ê, cá ơi, anh thỏ, anh gọi tôi đó hả? Anh biết tin gì chưa? Anh sắp bị lên thớt rồi đấy. Là sao? Tôi vừa nghe chủ nhà nói, ngày mai họ có dỗ, họ sẽ làm thịt anh. Trời, họ sẽ làm thịt tôi hả? Làm thế nào bây giờ? Nếu không muốn bị làm thịt, thì anh hãy vùng vẫy thật mạnh vào, cố thoát ra khỏi chậu mà trường ra ao. Cái gì đổ thế nhỉ? Thoát rồi. Con cá. Thôi chết. Con thỏ. Trời ơi là trời. Sao mình lại mở cái nơm ra vậy? Thỏ mất đàn thỏ, cá lặn đàn cá. Rõ là ngu quá. Cảm ơn anh cá nha. Gà rừng và những hạt kê. Cái nhà kho phía bìa rừng con người chuyển đi hết rồi. Chúng ta mau đến đó chơi thôi. Nhanh chân nào. Chắc hẳn ở đấy có vô số đồ ăn ngon họ để lại nữa. Nhà kho phía bìa rừng ư? Mình phải qua đó mới được. Này các bạn khỉ, đợi tôi với. Họ nhanh chân thật đấy. Thôi thì tự mình đi vậy. Kìa, chào bạn gà rừng. Bạn đi đâu mà có vẻ vội vàng thế? Tôi định đến nhà kho nơi bìa rừng đây. Ấy kìa, nhà kho nơi bìa rừng ư? Sao bạn lại đến đấy làm gì? Nguy hiểm lắm. Bạn quá lo lắng rồi. Thật ra ở đó không còn nguy hiểm nữa đâu. Vừa nãy tôi thấy hai bạn khỉ nói với nhau là con người đã đi khỏi nơi đó hẳn rồi đấy. Dù con người có chuyển đi thì ở đó cũng nhiều cạm bẫy lắm. Thôi, đừng có mạo hiểm đi. Hãy ở đây cùng tôi đi. Bạn không đi thì thôi, chứ tôi nhất định phải đến đó một chuyến xem thế nào. Thôi, thế tôi đi đây. Này, hai bạn khỉ ơi. Chẳng phải vừa nãy hai bạn nói là ra chỗ nhà kho nơi bìa rừng đó sao? À, đúng là chúng tôi định ra nhà kho nơi bìa rừng chơi. Nhưng khi con người bỏ đi, họ không quên đóng kín mít cửa lại, chẳng thể vào trong được. Nên chúng tôi lại đi về.
ra là thế. Chẳng nhẽ đi đến đây rồi lại về. Thôi, cứ lại đằng đó xem thế nào. Đúng là cái nhà kho này kín mít à. Để xem nào. Ồ, chẳng phải kia là bao kê sao? Họ bỏ đi để thế này thật là phí quá. Đây rồi. Sao cái lỗ này không to hơn một tí nhỉ? Phải chi mình nhỏ lại thêm một chút. Đúng rồi, chẳng qua mình đang no bụng nên không chui vào khe hở kia. Chỉ cần đợi đến khi mình đói bụng, bụng sẽ xẹp lại. Khi đó mình sẽ chui vừa cái lỗ kia và vào trong ăn hạt kê càng thêm ngon miệng. Được rồi, giờ thì đi ăn kê thôi. Thật là tuyệt. Ôi, ngon quá. No bụng rồi, giờ đánh một giấc đã. Đây rồi, đợi tôi một lát nhé. Thôi chết, con người quay lại. Làm sao đây, mình không chạy được ra ngoài rồi. Xem nào, mình để đâu ấy nhỉ? À, đây rồi. Đúng kế hoạch thì hai hôm nữa chúng ta sẽ qua dỡ cái nhà kho này đi. Được. Trời ơi, suýt tí nữa thì bị tóm rồi. Mình phải nhanh chóng ra khỏi đây trước khi con người quay lại. Mình ăn no quá, lại không lọt cái lỗ kia để ra ngoài rồi. Chỉ còn một cách là đợi đói lại, cho bụng xẹp xuống thôi. Kìa bạn gà rừng, bạn đi đâu mấy hôm vừa rồi vậy? Mình vừa ở chỗ nhà kho bìa rừng về. Ồ, bạn không gặp nguy hiểm gì chứ? Cũng có vài biến cố. Thật là nhịn đói để vào ăn kê, xong lại nhịn đói để đi ra. Như vậy có đáng không chứ? Không những thế, còn suýt nữa bị con người bắt được. Nhưng thử một lần cũng đáng đấy chứ. Khi con người dỡ hẳn nhà kho đi thì đâu còn cơ hội nữa. Tuy là có chút nguy hiểm, nhưng được thưởng thức những hạt kê ngon lành nhất trên đời thì sẽ tuyệt hơn nhiều. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình. Mình nhất định sẽ không tùy tiện hành động trong trường hợp quá nguy hiểm đâu. Cơ hội nảy sinh từ khó khăn. Có chuyện gì anh cứ nói ạ? Cha đã mất rồi, anh em mình phải cùng nhau gánh vác, mở mang tiệm gốm của cha. Anh sẽ đảm nhận gánh vác cửa hàng ở đây. Nhà ta có mảnh đất trên con dốc cao khu bên cạnh. Anh muốn em ra đó mở cửa hàng gốm thứ hai. Em đừng lo, anh sẽ đưa tiền cho em mở cửa hàng. Mở nhỏ thôi, rồi có lãi. Dùng lãi đó mà mở rộng. Ở đó đường xá khó đi, em sợ. Vậy mới cần đến sức trẻ và sự thông minh của chú chứ. Vâng, em xin nghe theo anh. Phải thế chứ, cuối cùng thì cửa hàng cũng thuộc về ta. Mở cửa hàng ở đây đã mấy tháng rồi mà chẳng có người mua. Tiền thì đã hết. Mời các bác vào mua đồ gốm sứ đi ạ. Toàn là hàng hảo hạng, tinh xảo và bền đẹp đấy. Không mua, không mua. Đang vừa khát vừa mệt thì chớ. Mau đi thôi, chịu khó đi thêm mấy tiếng nữa sẽ tới trung tâm buôn bán. Tôi khát quá rồi. Đến phải đóng cửa hàng mất thôi. Mình thật có lỗi với cha. Này cậu ơi,
chào cụ. Cụ muốn mua đồ gốm sứ có phải không ạ? Mời cụ vào. Xin lỗi cậu, tôi không mua đồ gốm. Thế... Tôi lên đây thăm người quen ở dốc bên kia kìa. Mà đi tới đây mệt quá, tôi có thể ngồi nhờ ở đây một chút để chờ không? Dạ được ạ, cụ có thể ngồi ở đây thoải mái. Cháu cũng có người để nói chuyện. Hình như cửa hàng làm ăn không được tốt lắm thì phải. Tôi thấy đồ gốm cũng toàn loại tốt cả. Nhưng... Vâng, ở trên cái đỉnh dốc này cũng nhiều người qua lại đấy. Vì đi tiếp mấy nửa ngày đường nữa là trung tâm mua bán sầm uất rồi. Nhưng chẳng ai dừng chân để mua đồ gốm sứ cả cụ ạ. Cậu này, phiền cho tôi xin cốc nước uống cho đỡ khát được không? Ấy chết, cháu quên mất. Cụ chờ cháu một lát ạ. Cháu mời cụ uống trà. Cảm ơn, cảm ơn. Chà chà, trà ngon, đựng trong bình đẹp thì còn gì bằng. Đồ gốm nhà cậu món gì cũng rất đẹp đấy. Giá như ai cũng nhìn thấy được điều đó thì hay biết mấy. Nhưng đồ có đẹp đến mấy mà bán ở chỗ này thì không có khách mua là phải. Ở đây địa hình đồi núi, đi lên đi xuống tới đây, ai cũng đói, cũng khát, người ta tìm chỗ nghỉ ngơi, chứ ai quan tâm tới đồ gốm nữa. Dạ, ông nói đúng. Vậy cho nên cháu có mời chào thế nào cũng chẳng có ai vào xem hàng cả. Cháu đang định đóng cửa hàng đây cụ ạ. Trà rất ngon, khác mà được uống cốc trà đúng là tỉnh táo, khỏe khoắn cả người. Thêm nữa, ta muốn mua một bộ ấm chén như thế này, cậu có bán không? Dạ, bán chứ ạ. Để cháu gói cẩn thận lại cho cụ. Cháu chào cụ, lúc nào cụ về, mời cụ lại ghé cửa hàng cháu uống trà. Cảm ơn cậu, chào cậu. Cuối cùng thì cũng bán được một bộ ấm chén, chờ nhờ vào mấy chén nước. À, phải rồi, sao mình không nghĩ ra sớm chứ? Cửa hàng gốm của Sa Tít ngày càng đông khách và mở rộng. Con dốc những tưởng là một trở ngại lớn lại trở thành một cơ hội lớn. Vậy mới thấy thành hay bại đều ở trong tay mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.